Minivit chỉnh nha là một khí cụ đặc biệt ứng dụng rộng rãi. Hỗ trợ từ Minivit tạo ra những điểm đạt được chắc chắn trên xương hàm, giúp việc dịch chuyển răng kiểm soát tốt hơn và rút ngắn thời gian điều trị. Minivit gài vào xương hàm nên khi cắm vít bác sĩ chỉ cần tê một lượng thuốc rất ít, đảm bảo không cảm giác đau đớn gì. Chiếc Minivit nhỏ mà có võ luôn là nỗi lo sợ của dân điền cả trước và sau khi cắm. Tuy nhiên vấn đề Minivit bị viêm lại là điều mang lại đau đớn và khó chịu hơn so với lúc cắm vít. Vậy Minivit bị viêm có sao không? Cách chăm sóc Minivit như thế nào thì hiệu quả và tránh được nguy cơ viêm vít? Tôi là bác sĩ Quyền, trực thuộc tại bộ phận nắn chỉnh răng của nha khoa Thiều Anh. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho các vấn đề đó. Bạn có thể truy cập vào website nhakhoathieuanh.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về niềng răng do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Nguyên nhân làm cho Minivit bị viêm. Trước khi tìm hiểu về ảnh hưởng của viêm vít và cách chăm sóc Minivit thì chúng ta cần biết một vài nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng viêm vít như sau. Chăm sóc răng miệng và vệ sinh Minivit tại nhà chưa đúng cách là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra viêm. Khi ăn nhai, thức ăn rất dễ đọng lại, nếu vị trí quanh vít không làm sạch thường xuyên thì rất dễ bị viêm nhiễm. Bên cạnh đó, có một vài thói quen ăn uống và vệ sinh gây sưng viêm tại vị trí Minivit như đồ ăn cay, nóng, cứng và dai, chải răng quá nhanh và mạnh làm đầu bàn chải thúc mạnh vào vít. Do thích ứng với chất liệu Minivit, Minivit làm từ chất liệu titan đã được kiểm định và chứng minh là rất an toàn với cơ thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu cơ địa người cắm vít quá nhạy cảm thì việc dị ứng gây ra sưng viêm ngứa ngáy, khó chịu là điều có thể xảy ra. Nguyên nhân viêm vít thứ ba là do kỹ thuật cắm vít của bác sĩ chưa đúng. Thứ nhất là chưa đảm bảo vô khuẩn vị trí cắm vít, khiến vít cắm vào có nguy cơ viêm nhiễm cao. Thứ hai là kỹ thuật cắm vít chưa tốt, đặt vít ở những vị trí nhiều niêm mạc di động, làm đầu vít cọ sát với nhiều niêm mạc môi má gây tổn thương loét quanh vít, hoặc động tác xoáy ra rút vào nhiều lần khiến xương hàm bị mủn ra và bám vào đầu vít. Vì cơ chế lưu giữ của vít không phải là tích hợp xương như implant nên vùng xương mủn gây ra do tác động xoắn vặn nhanh chóng gây viêm và âm ỉ dai dẳng tại chỗ. Dấu hiệu nhận biết viêm Minivit. Cũng nhiều bạn lo lắng rằng Minivit bị viêm như vậy có sao không? Tất nhiên là khi Minivit bị viêm sẽ ảnh hưởng nhất định như đau nhức vùng xung quanh vít, vùng niêm mạc quanh vít xương đỏ, phù nề, thậm chí có thể chảy máu. Với một số trường hợp viêm nặng thì vị trí vít sẽ có dịch mủ. Bên cạnh đó có thể kèm theo tình trạng vít bị lỏng hoặc tuột ra khỏi vị trí cắm. Triệu chứng nặng nề nhất của viêm vít là gây ra áp xe má, khiến lỗ giò mủ ra ngoài má, thậm chí lan sang răng lân cận, gây viêm tủy ngược dòng. Tuy vậy cũng phải rất cẩn thận vì triệu chứng và hậu quả của viêm vít có thể bị nhầm với biến chứng của các răng lân cận. Việc chẩn đoán chính xác là rất quan trọng. Ví dụ ca lâm sàng sau đây, bệnh nhân đã cấy vít ngoài chân răng nhằm kéo khối răng trước ra sau. Tuy nhiên sau đó xuất hiện tình trạng vít viêm, bác sĩ chỉnh nha tiến hành rút vít nhưng vùng viêm không giảm. Uống thuốc đỡ một thời gian lại sưng má trở lại. Kiểm tra kỹ phát hiện chiếc răng khôn lân cận tuy nằm rất sâu bên dưới nhưng hình thành một lỗ thông thương thẳng ra ngoài xương hàm. Đây chính là nguồn gốc sâu xa gây giò mủ ngoài vấn đề viêm vít. Sau khi nhổ răng thì tình trạng áp xe biến mất, vùng viêm lành bình thường trở lại. Cách chăm sóc Minivit bị viêm. Tuy rằng Minivit viêm không hề ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn, thế nhưng lại khiến bạn đau nhức khó chịu, ảnh hưởng ăn uống và cuộc sống hàng ngày. Khi bạn gặp phải tình trạng viêm Minivit, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn, thông báo ngay để bác sĩ có thể đưa ra các phương pháp giúp bạn cải thiện tình hình. Dưới đây là một số giải pháp khắc phục Minivit bị viêm. Chườm đá tại nhà khi thấy có dấu hiệu sưng, đau. Đá lạnh có tác dụng giảm sưng, giảm đau khá hiệu quả. Súc miệng bằng nước muối loãng sau khi chườm đá để sát khuẩn miệng. Nước muối và các khoáng chất trong đó có tác dụng tiêu viêm và chống sưng rất tốt. Vệ sinh vít và niêm mạc quanh Minivit hàng ngày bằng tăm bông có tẩm thuốc sát khuẩn Betadine. Trường hợp viêm giò dịch mủ thì cần phối hợp vệ sinh Minivit thường xuyên và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Khi cảm nhận thấy vít có thể bị lung lay thì nên gặp nha sĩ của bạn để kiểm tra và tháo vít nếu cần. Trong vấn đề ăn uống, khi Minivit đang bị viêm cũng có một vài lưu ý. Đó là nên hạn chế một số đồ ăn cay nóng và nên ăn những thực phẩm mềm, nguội và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Với những vít cắm sâu vào trong xương và ở khu vực nhạy cảm như cơ cắn, vùng nhiều niêm mạc di động thì bất cứ dấu hiệu sưng viêm nào nên xem xét tháo Minivit càng sớm càng tốt. Tránh vùng viêm lan theo cơ mút, cơ cắn xuống các khoang trong cơ thể, thậm chí lan sang răng lân cận, phá hủy xương hàm. Bí kíp chăm sóc Minivit để phòng ngừa tình trạng viêm. Minivit bị viêm là điều mà cả nha sĩ và bệnh nhân đều không mong muốn xảy ra. Do vậy, sau khi cắm vít, hầu hết các bạn sẽ được nha sĩ hướng dẫn những bí kíp sau đây để phòng ngừa những biến chứng có thể xảy ra sau khi cắm vít. Đầu tiên, để đảm bảo sự dễ chịu nhất sau khi cắm vít thì nha sĩ sẽ phủ chất hàn quanh đầu vít, tránh cọ sát niêm mạc gây chật loét.
Trong những ngày đầu sau khi cắm vít có một số vài lưu ý nhỏ như sau. Nên ăn thức ăn mềm nguội, hạn chế những đồ cay nóng để tránh kích thích lên vị trí vừa cắm vít. Tiếp theo là chế độ chăm sóc mini vít hàng ngày để phòng ngừa viêm mini vít. Cần lưu ý vấn đề chải răng, chải nhẹ nhàng ở vị trí có vít, tránh đầu bàn chải bị thúc mạnh vào đầu vít. Hoặc khi dùng bàn chải điện cần cẩn thận hơn do bàn chải điện có cơ chế rung. Nếu để rung liên tục quanh vít sẽ làm cho vít di động và có thể bị rơi ra. Việc chải răng không thể làm sạch hoàn toàn được vị trí quanh vít. Vì vậy, việc vệ sinh đầu vít bằng cách dùng các tăm bông tẩm nước muối, betadine là rất cần thiết. Hạn chế một số loại đồ ăn dai dính, bởi lẽ những loại thức ăn này dễ bám dính và quấn quanh vít, khó có thể làm sạch được hoàn toàn. Bên cạnh đó, sử dụng nước súc miệng sát khuẩn trước khi đi ngủ cũng rất hữu ích, do trong nước súc miệng có thể loại bỏ một vài loại vi khuẩn. Đặc biệt sử dụng trước khi đi ngủ do khi ngủ nước bọt giảm tiết tạo cơ hội cho nhiều loại vi khuẩn hoạt động mạnh. Bởi những tác động to lớn của Minivit đối với chuyên ngành nắn chỉnh răng mà Minivit trở thành khí cụ khó có thể thiếu được trong hầu hết những trường hợp chỉnh nha. Do vậy, rất nhiều câu hỏi liên quan đến Minivit chỉnh nha đã trở nên rất phổ biến trên Google. Trong bài viết ngày hôm nay của tôi đã giải đáp về vấn đề Minivit bị viêm và đưa ra những giải pháp khắc phục cũng như cách chăm sóc Minivit đúng cách. Rõ ràng Minivit sẽ rất khỏe mạnh nếu như bạn chăm sóc đúng cách theo hướng dẫn của nha sĩ. Hy vọng những chia sẻ trên có thể mang lại cho bạn những thông tin bổ ích. Bạn cũng có thể truy cập vào website nhakhoatuyen.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về kiến thức nha khoa do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Tôi là bác sĩ Quyền, đến từ Nha khoa Thùy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại!